hồi nãy là nghe là thế giới cần siêu anh hùng gì đó, mà lúc đó em đang tập múa ba lê, cái xong mày nghe một cái là phải khoác bộ đồ này liền. Vỗ tay rồi vậy Lai Lai mắc cười chưa? Cười nãy giờ rồi. Cười nãy giờ rồi. Em biết con sò chén. Mọi người sẽ phải đào bằng tay ạ. Nhưng mà ngoài con sò chén ra thì ở dưới cáo dừa đó nó có con sò gì khác nữa không ạ? Chỉ có sò chén nha. À ok. Tại lỡ là lộn con sò. Lộn con sò. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Em thương chị. Em thương chị. Thương chị. Hay vậy, cái tật mà quăng miếng không ai cừ cái tự cừ á. Cái sĩ diện ở đâu chứ? Quăng miếng không ai cừ cái tự cừ. Mọi người thèm lắm hả? Mọi người thèm lắm hả? Trời ơi, chị Ngọc. Mọi người thả chị xuống ruộng em không ăn của chị không? Nhưng mà ngon lắm. Nhất là miếng gà này nè. Đó. Chấm vào nước mắm gừng. Wow, tuyệt vời. Mình làm đúng cái vị trí của mình là Ngọc nữ thì mình ra sang trọng đây dễ luôn. Ok. Nữ. Em là Ngọc giới tính nữ. Anh thấy em là hỗn nữ được không? Anh ăn đi rồi mà. Anh cứu được. Này anh cứu được, ok. Không được. Anh cười nhẹ ăn cái là nó vô nguồn liền. Được. Anh cười nụ một cái thôi là được. Và thưa quý vị, dĩ nhiên quý vị thấy đây chỉ có bốn nhân vật thôi. Bên phải là Thúy Ngân. Dạ. Đó, bên trái là Trương Thí Vinh và Lâm Vĩ Dạ. Đúng rồi, hôm nay mình đủ rồi, như đó là đủ rồi. Đừng tạo nghiệp, mỗi người có một cuộc sống. À vâng. Hãy để họ đến với chương trình để mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Xin giới thiệu ông chủ Tiến Luật. Wow. Một cái chương trình nhân vật nào vậy? Không biết, để lát hỏi. Pitbull, Pitbull hả? Pitbull. Ông móc cái gì vậy? Móc. Gì ạ? Móc cây kiếm không được, móc giùm cho. Hey. Chán thiệt. Ủa anh là nhân vật nào vậy anh? Deadpool. Nhưng mà Deadpool làm phải có mặt nạ nữa nha. Tại vì ở trong nó cái mặt bị hư á. Nhưng mà đó là Deadpool trên phim thôi. Còn Deadpool ở ngoài cái mặt đẹp phải lộ ra cho người ta thấy bạn ạ. Tiên Ngọc nói chồng. Thế thì như quý vị thấy, còn thiếu một người nữa trong cái dàn nghệ sĩ của Bảy Nụ. Người đó sẽ đến đây với một thân phận về siêu anh hùng như thế nào? Mời quý vị chờ đón Ninh Dương Lan Ngọc. Captain Marvel. Đây là một trong những nhân vật quyền lực nhất của biệt đội siêu hùng. Wow. Nhưng mà chắc là lúc em mặc bộ đồ này còn nhỏ hay sao, nó giờ em lớn lên nên nó giật ngược lên à. Ôi Captain đâu có mang đôi vớ đó đâu, đôi dép đó đâu chị. Cái này không phải vớ. Cái này không phải vớ, không phải dép em. Hồi nãy là nghe là thế giới cần siêu anh hùng gì đó, mà lúc đó em đang tập múa ba lê, cái xong mày nghe cái là phải khoác bộ đồ này liền. Vỗ tay rồi vậy. Lai Lai mắc cười chưa? Cười nãy giờ rồi. Cười nãy giờ rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón, vâng, một nhân vật về cái giới của họ đó. Dạ. Cũng là dữ dợn. Wow. Với sự thông minh và tài năng trời cho, trời nên cho, được nhiều người yêu thương vì có những sản phẩm đi vào đúng cái tâm lý của giới trẻ. Ví dụ như bánh mì. Không. Đúng. Bánh mì là gì? Dạ. Chúng ta chào đón Đạt Duy. Hai vợ chồng đây đi chơi. Chị Ngọc là lớn hơn em 8 tuổi đó. Dạ không sao à. Bé ơi, Đạt là phải qua với Dạ, qua đi cưng. Dùm đứng đâu? Đứng đây đi cưng, bên đó toàn hổ báo không à. Xin hỏi Đạt, đây có phải là lần đầu tiên mình tham gia chương trình hay không? Dạ vâng ạ, đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình. Em đến đây là vì ai? Em vì tất cả mọi người luôn ạ. Tất cả mọi người luôn ạ. Thì Ngọc ơi, người ta nhỏ hơn chị 8 tuổi. Người ta nói đó, rất chân thành. Em vì tất cả mọi người. Xong rồi quay qua nhìn nhìn vô mặt Lan Ngọc. Em vì tất cả mọi người. Ngọc, em vì tất cả mọi người. Đi cười vô mặt đã biết. Nên khi phụ nữ có những nỗi đau thầm kín bên trong, vâng, họ luôn cố tạo ra một vỏ bọc vui vẻ bên ngoài. Đúng. Bây giờ vậy nè, kế bên Đạt là hai cô gái rất là xinh đẹp luôn, dễ thương, hai đứa em của anh. Dạ.
bây giờ mình ví dụ một trò chơi sau đây không có làm với già chơi. Ủa dạ. Sao vậy anh? Này nó không đủ về nhan sắc. Không, chị già đẹp mà anh. Đó bây... anh nghe bé đó nói chưa? Không không không. Bây giờ mình bắt đầu chơi trò chơi thả thính nha mọi người. Cái thả thính hiện nay là một phong trào rộ trên mạng xã hội và ai cũng thả thính cho nó vui. Còn mối quan hệ là mình không bài tới ha. Đạt hãy dùng hai câu cho hai người con gái này về đồ thả thính mà tạo ra những tràng pháo tay ở đây. Chị Ngọc trước đi. Anh là con trai nên anh rất cần Ngọc ngà. Và em là Ngọc nên em rất là thật thà. Rồi được tạm thôi. Được không? Được không? Dạ đi chỗ khác. Cái dí em bị lây qua ta. Thôi coi nhỏ nó. Rồi tới Ngân nè. Ngân là quê ở Cây Lậy nha. Dạ. Từ đó khó nói. Khó nói thiệt. Ngân Cây Lậy anh thích em gì em lậy như vậy. Anh thấy em mặc áo đen nhưng mà lúc nào em cũng rất là sáng. Anh nghĩ là em nên yêu anh. Tại vì anh nghĩ lúc nào nó cũng rất là đáng. Đây là quá những câu thả thính gieo vần của các bạn rapper. Dạ. Dạ. Nhưng mà nó cũng chưa có đã. Đúng. Đâu thử rồi, thử với bé Ngân nghe ông chú. Tôi thử với bé Dạ được không? Bé Dạ được không? Tại vì Thu Trang không bao giờ ghen với là bị Dạ. Nói xong cho nghe được cho anh Lực. Hồi nhỏ anh thích vô sở thú coi khỉ. Chết rồi, không ổn rồi. Giờ đứng đối diện em, nhìn mặt em giống cái giờ phần gì nó vô chữ ỷ ta. Quỷ. Quỷ. Nhìn em giống con quỷ. Nhìn em giống con quỷ. Chán thiệt chứ. Này Trinh, nhìn lại chị Ngọc ở đây. Nhìn mặt em gái ở Cây Lậy. Anh muốn cho một gậy. Anh muốn cho một gậy. Gậy quá. Em ngu mấy cái này lắm thiệt. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Anh ngu mấy cái này lắm. Thôi hai đứa mình đi tắm. Thôi hai đứa mình đi tắm. Ông chú kỳ quá. Thôi đâu phải ai cũng giỏi như anh đâu. Hay đi thả thính đâu. Anh Giang thả thính rồi. Đây 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 anh. Đây anh đây anh. Nhỏ em. Hai người không có biết xa lạ nha. Dạ. Đứng yên mà. Sợ. Đứng yên mà làm gì vậy? Hỏi là anh mới làm gì đi. Anh mới làm gì vậy? Anh mới đi vòng quanh thế giới. Gì vậy? Thì em là thế giới của anh. Thì em là thế giới của anh. Oh. 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 Đơn giản vậy thôi. Anh mới đi một vòng Cây Lậy. Mới đi một vòng Cây Lậy. Và anh phát hiện thấy một gậy. Dạ đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Dạ, tới em, tới em. Phải thích dạ chứ. Vâng, đúng, đúng, em cũng có giá chứ. Nè, đi vòng vòng này. Anh đi một vòng. Anh làm cái gì vậy? Chưa, tôi đi hai vòng nè. Em anh đi tới hai vòng dữ vậy. Cho anh hỏi một câu. Dạ vâng. Có chỗ nào đẹp hơn không? Có chỗ nào đẹp hơn không? Là sao anh? Chỗ nào cũng đẹp mà. Đi, qua đây. Ủa là sao? Mình đâu có nhà kho, cất đẫm đi. Chán không có cảm xúc luôn á. Thiệt luôn. Em có một câu thả thính cho chị già nè. Em có một câu thả thính cho chị già nè. Chán nghĩ thích hợp, em nghĩ là thích hợp. Từ đầu. Em nghĩ là thích hợp. Cho em một. Là con gái thì ba mẹ ví em như là vàng bạc. Nên dạ phải đi với Đạt, phải đi với Đạt. Trời ơi, bởi vì người ta nói rất rất là cảm ơn em. Đúng, đúng là hoa hồng đẹp thì có gai. Hoa hồng đẹp là có gai, người ta nói em đẹp đâu có sai. Đúng rồi. Anh quay lại chết, chết. Từ chết tới bị thương em cái nét giật mình giống Ngân coi. Em hả? Dạ. Em quay qua xỉu rồi đâu có giật mình được nữa. Tóc em như là cái đống bùn nhùng. Nhìn em như con khùng. Nhìn em như con khùng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm. Bốc thăm trúng thưởng dành cho Đạt. Nếu về đội dạ là trúng thưởng. Ủa anh sao vậy anh? Không, em nghĩ chắc về đội chị dạ chắc cũng trúng thưởng thiệt. Dạ là đi với Đạt mà. Ưu tiên gái trước ha. Ưu tiên con gái trước. Dạ. Rồi Đạt. Dạ. Con gái. Con gái. Không. Em phải gái. Ừ. Em có chồng con rồi gái gì nữa. Chán anh. Su su si bu su. Đừng có chung đợi gì Ngọc nha. Em ở với chị đây. Đừng có chung đợi gì Ngọc. Rồi mở đi nè. Số 2. Dạ số 2 ạ. Rồi. Số 1. Wow. Khỏi coi bên đây khỏi coi. Chị mình đâu còn mở. Số Cana nha. Sao vậy một đội đẹp mà. Luôn thua nha. Luôn thua. Em chung đợi chị lúc nào cũng thua luôn. Nè bây giờ bắt đầu phân tích rồi thưa quý vị. Lan Ngọc chơi bằng tình yêu cháy bỏng. Nhiệt tình bằng thắng thua. Nhiệt tình không bằng thắng thua. Thúy Ngân chơi bằng sự ngây ngô, đôi khi tôi gọi là ngu ngơ. Ngu ngơ. Đạt lần đầu tiên đến với chương trình. Bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ. Dạ. Bất ngờ. Chúng ta là một đội non trẻ, ngu ngơ và ngây thơ. Dạ. Sẽ đối mặt với bộ ba
cáo già. Xóm 7 phường 9. Bé là nhà đầu xóm. Vinh nhà ở giữa, Lực nhà cuối xóm. Xóm này không có nở hậu và không có lối thoát. Chúng ta bước vào đó, trái tim bên đây chỉ một lần mở cửa đón các em vào rồi đóng cửa thiên thu. Yêu sao anh nói làm khách mời người ta sợ lắm nha. Em năn nỉ đi em, có gì mấy người già bệnh đường nào cho mình. Trời ơi, trời mấy người già lao lắm. Anh qua giải quyết. Em chắc trong một ngày không sao. Dạ, dạ. Không sao, chơi hết bạn thôi chứ sao giờ. Hôm nay em bận đồ tím, anh muốn chơi một kiếm quá. Và bây giờ là trò chơi đầu tiên của bảy nụ cười xuân. Đẹp quá kìa. Ở trại rồi. Trời ơi, lấy giống như con thiêu thân lao vào trò chơi thế gian. Thiêu thân lao vào trò chơi thế gian. Giống như con ông bà thịt nghèo tỉnh mãi mật bỏ. Hát cái gì vậy? Đâu có đâu, chỉ là thú du thôi. Hai người đã điên loạn rồi. Ôi. Bắt bùm bắt bùm cháy mà. Bạch bùm bạch bùm cháy mà. Cái gì vậy bà nội? Đứng ở đây, đứng ở đây, đứng ở đây. Nóng nha, nóng nha. Hoàng miếng với anh đó mà giờ bị xua đuổi kìa. Mà miếng mình ăn lên cười chết. Em đội nào vậy? Em đội nào vậy? Mẹ này cứ cái năng lượng nó cứ kéo em qua đây thì. Em đội nào vậy? Đây em đội này mà. Đội rồi. Đấy thì là đang đúng đội rồi mà. Chào mừng mọi người đã có mặt ở bãi biển Kỳ Co. Bãi đỉnh Kỳ Co, bãi đỉnh Kỳ Co, bãi đỉnh. Vui lên Giang. Wow, nhìn mọi người hôm nay xinh đẹp khác hẳn bình thường. Mọi người có thể giới thiệu một chút về trang phục của mình được không ạ? Con này chắc là vô con set nhất là đi biển nè, có làn chài hình ảnh đồ minh họa. Còn chị em chúng tôi thì, Ngân ơi, sao càng ngày em càng bay hay vậy? Mà em trả lời. Ủa sao bay hay anh? Em có cassette màu sắc rực rỡ màu rõ ràng. Màu sắc kỳ lắm, nó bị phung phình lắm. Là đồ ngủ mà. Đúng rồi, giống đồ ngủ lắm em. Đúng rồi, giống đồ ngủ lắm em. Là đồ ngủ mà. Đúng rồi, giống đồ ngủ lắm em. Càng ngày em càng bay hay vậy? Thì đây là cũng bộ đồ ngủ nè. Còn bên đây. Dạ. Cũng dễ thương. Dễ thương. Dễ thương, dễ thương. Ông chị ạ. Em mặc một bộ rin. Rin. Dễ thương. Dễ thương. Đẹp. Đẹp. Thời trang. Năng lượng. Em là nhân viên công sở mới đi làm về. Sở mới đi làm về. Mọi người cứu em đi ạ. Ai ra cứu nè, hai bà nói lại nè. Em mặc đồ của nhân viên công sở mới đi làm về. Thôi tiếp tục chương trình đi. Thôi tiếp tục chương trình đi. Mọi người đã thấy chúng ta có lửa trại đỏ rực rồi này. Chúng ta cũng có bàn tiệc hải sản sẵn sàng chờ đợi. Tuy nhiên là các bạn vẫn còn một thử thách cuối cùng phải vượt qua trước khi đến với bàn tiệc tối nay. Và theo tổng kết, suốt hành trình 2 ngày vừa qua đã có một vài thành viên có số điểm rực rỡ bằng nhau. Dạ, cho em bằng... bằng... Học tài thi phận. Thử thách cuối cùng này sẽ là cơ hội để mọi người đảo ngược tình thế. Và ở thử thách này, thành viên đứng nhất sẽ đạt được 2 điểm rực rỡ. Wow, 2 điểm rỡ ạ. 2 điểm rỡ ạ. Dạ, em bị lãng tay, xin lỗi ạ. Ngoài ra, thành viên đứng nhất còn nhận được một con tôm hùm hảo hạng cho bữa tiệc tối nay. Trời ơi, chị nghe đứa đồ ăn. Nhiệm vụ của các bạn đó là phải tìm ra những con sò chén được giấu trong những vỏ cáo dừa và chôn dưới cát. Sò chén? Em biết con sò chén. Mọi người sẽ phải đào bằng tay ạ. Nhưng mà ngoài con sò chén ra thì ở dưới cáo dừa đó nó có con sò gì khác nữa không ạ? Chỉ có sò chén nha. À ok, tại lỡ là lộn con sò. Lộn con sò. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Em thương chị. Em thương chị. Thương chị. Hay vậy cái tật mà Quang Miến không ai cười cái tự cừ á. Cái sĩ diện ở đâu chứ? Quang Miến không ai cười cái tự cừ. Mọi người thèm lắm hả? Mọi người thèm lắm hả? Trời ơi, chị Ngọc. Mọi người thả chị xuống ruộng em không nói với chị đâu. Nhưng mà ngon lắm. Nhất là miếng gà này nè. Đó. Chấm vào nước mắm gừng.
Wow, tuyệt vời. Mình làm đúng cái vị trí của mình là Ngọc nữ thì mình ra sang trọng ra dễ thương. Ok, nữ. Em là Ngọc giới tính nữ. Anh thấy em là hỗn nữ được không? Ăn đi rồi mà anh cứu được này, anh cứu được. Ok, không được, anh cười được. Nhẹ ăn cái là nó vô nguồn liền. Không được, được. Anh cười nụ một cái thôi là được. Bây giờ mình đi bắt ếch hả? Lâu lâu trải nghiệm ngủ ở dưới quê nó như thế nào? Anh vậy là hôm nay mình không ngủ khách sạn mà ngủ ở nhà chung hả anh? Thì đó, đi giờ vô đây là hiểu rồi. Gì? Khách sạn ở đâu ra? Sao hôm trước không cho ngủ nhà chung? Trời ơi, coi ruộng kìa. Hồi xưa, hồi nhỏ em được đi về quê một lần á, em được đi cấy lúa. Mọi người có thử đi cấy lúa chưa? Vậy hả? Cấy lúa sao cưng? Kể cho anh chị em nghe nè. Là lấy cái mạ non á, cấy xuống, cắm thẳng xuống vậy nè. Đừng có cho nó nghiêng qua nghiêng lại. À, vậy hả? Hay quá trời. Tính tình ngay thẳng thì cắm nó thẳng. À, vậy hả? À, Lâm cắm sao? Đi gì bảo Lâm cắm hình xích sắt hả? Anh Lâm thì làm gì biết làm nghề nông. Anh sao? Anh sắt có đặt tên mới cho anh Lâm rồi. À, đó đúng là rồi. Đúng Lê rồi. Lương Mở Lâm. Lê Lương Lương Lẹo chúng ta. Mắc cười của trời. Ừ. Chúng tôi thấy mắc cười. Nói chưa? Chỗ này. Rất dễ sợ. Đẹp quá, ở đây đẹp. Ôi. Wow. Chờ trong ai đêm nay sáng trăng. Đây cắt đẹp quá vậy. Y cái hàng rào đẹp dữ thằng luôn. Đẹp quá nha. À, được ăn rồi. Cháo gà rồi. Yeah. Cháo gà. Yeah. Sau một ngày mưa nắng. Nè. Ủa thiếu quá. Oh, hai ghế. Ghế vô anh ngồi hai ghế. Sao anh ngồi hai ghế không cho nhỏ ngồi? À xin lỗi. Là... Ghim ngồi đi. Đây ngồi đi. Nè, đây là nhà của cô chú nào đó mà có ghi ghi năm 1968. Lớn mẹ em tuổi. Đó, mà vô đây chưa gì hết á, vô đây là hả, ăn đi, các anh chị ăn đi. Thử qua có đọc hay không? Thử qua có đọc hay không? Nhúng con tay vô. Thôi anh đồ ăn mà nhúng con tay anh sao vậy? Thơm quá anh ơi, thơm quá anh ơi. Ê thôi, mà nghe mùi xình không, nghe mùi xình không? Cái đó là cái mùi quê hương đó. Thôi, cứ ấm lòng trước đã. Yeah. Bác hàng xóm ơi. Dạ cho con xin một chén nè. Nói quá. Xin. Cái đất này mới không cho ăn. Xin ra ngoài người ta cho ăn. Anh Giang ơi, đói bụng quá. Em hay quá, em chơi biết bao nhiêu game hay. Còn tôi lôi quen nó không có một chút xíu thì nó sẽ xích luôn ha. Ủa, sao có cháo này nó không như cháo nhà mình lắm? Không giống như mọi người, đây là cháo Vi Phong. À, ở trong đây có thịt gà tươi y chang như là thịt gà mẹ mình nấu. À vậy hả? Dạ đúng rồi. À, cái này là mình ăn dặm thêm thôi chứ thật sự trong đây đã có thịt gà rồi. À đây, tuyệt vời. Nói chung là buổi tối hôm nay mình đã có một cái buổi văn nghệ. À, mình vượt qua được thử thách của chương trình, có một cái buổi giao lưu bà con nó quá đầm ấm và nó đặc biệt là nhiều cái tiếng cười ha, bà con cũng thích mà mình cũng rất là tự nhiên mình cũng hãnh diện lắm trái tim chứ bộ. Rồi về đây làm bà con vui mình hãnh diện thì cái bữa ăn này nó quá xứng đáng rồi. 3, 2, 1 vô. Rồi mời cả nhà chấm vô đây nè. Rồi, ai ngon dữ vậy, ai thích muối, ai thích nước mắm anh thì ăn nào. Ui chua, trời ơi nó ngon. Em ăn nè. Ai ngửi đâu? Thử đâu cho mày sao? Sao ai ngửi đâu? Ngon dữ vậy? Cháo gà đó. Dạ. Đây là gà riêng, còn trong cháo này có rồi đó. Trời ơi, ngon quá. Phải bắt miếng chanh. Trời ơi, ấm lòng quá. Trời mưa nữa. Mày nghe tiếng côn trùng kêu nữa. Nhưng mà cô làm mệt xong được một cái nóng bừng sữa nha. Giống lúc chưa ăn hút cái miếng ấy cũng ăn. Em mời mọi người ăn ạ. À. Em mời mọi người ăn ạ. À.
làm gì anh, làm gì anh? Em mời mọi người ăn à? Dạ hay vậy đó. Hay. Rồi mỗi lần lên cái trội hả, ai giặt tinh tế, ai giặt tinh tế. Tham gia game lúc nào cũng phải thể hiện vậy. Sao như là tội nghiệp anh nhờ? Anh thấy không? Anh có bị tổn thương như vậy hoài không hả? Biết. Con người anh tử tế như đó mà cuối cùng có bị gọi là vùi dập vậy đó em. Nhưng mà không sao, anh vẫn sẽ giữ cái nét tử tế của anh. Hả, cộng đồng mạng khen hả, tinh tế cái làm hoài. Đẹp hơn lại không mưa rồi hả? Dạ đúng rồi. Gặp em mắc cỡ, em nghĩ không chơi nữa. Ừ. Vậy mà hồi nãy trên xe nói là chú ý cái bài diễn của anh á. Mê say đắm luôn. Này giác múa rất là đẹp. Đúng, đúng, đều đẹp. Mà anh Giang diễn cũng hay nữa. Cái đó là chuyên môn. Nó là nhìn Isaac múa mà kiểu như là chảy nước miếng á, nhưng mà chết đi sống lại. Anh Lâm, anh biết anh đâu có lấu lại anh đâu, nên anh phải đem một cái miếng khác anh liền. Tại vì mà anh... Đúng rồi, anh hiểu mà. Anh đeo lên mà anh liền. Anh Lâm có thể lấy cho bọn em được không? Thật luôn à? Chắc làm sao cũng đầy đủ hả? Ừ, 50 ăn trăm. Để em nghĩ nhá. Thôi được rồi, cưng khỏi nghĩ, quá mất thời gian. Ăn nữa không cưng? Nghe 50% thì ngon nha, ngon nha. Em xin với à? Nhiêu? Dạ 50. 50. Mọi người thèm lắm hả? Mọi người thèm lắm hả? Trời ơi chị Ngọc. Mọi người thả chị xuống ruột em không thấy của chị không? Nhưng mà ngon lắm. Nhất là miếng gà này nè. Đó. Chấm vào nước mắm gừng. Wow, tuyệt vời. Dắt cái miếng chanh cho nó chua chua. Nó cay cay á, mặn mặn em. Ngọc xuống nó không sống đời được anh ơi. Ngoài nó bye bye thì sao? Nó không có đời được. Mơ hồ lắm. Mơ hồ. Diễn này ha, kiếm miếng làm miếng rồi diễn ở dưới đất thì miếng rớt. Còn lên dưới đó hả, làm rớt cái cây làm cái miếng. Mắc cười cái gì. Mình làm đúng cái vị trí của mình là Ngọc nữ thì mình ra sang trận ra diễn luôn ok. Nữ. Em là Ngọc giới tính nữ. Anh thấy em là hỗn nữ được không? Ăn đi rồi mà anh cứu được này, anh cứu được ok không được, anh cười được. Nhẹ ăn cái là nó vô nguồn liền không được, được anh cười nụ một cái thôi là được. Giờ bên trái mọi người ơi hãy nhìn kìa, hướng 6 giờ gì anh có cái gì á, trên cành cây chim hót hồn cái gì á, người hả, chắc là em bị cận em chỉ thấy cái bóng trắng thôi mà sao chị không thấy ai người đấy đúng không, là họ đó, họ coi mình đó đâu, sao chị không thấy, sợ nha, trên cây thôi chị. Trên cây. À chị đã thấy rồi. Cũng sợ sọt luôn. Xong là xin cảm ơn mọi người ăn ngon ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Ngon quá, no bụng rồi. Nên bây giờ chúng ta sẽ có một trải nghiệm đêm nay, chúng ta sẽ ngủ. Và dĩ nhiên ở đây không có máy lạnh nha mọi người. Còn máy cũng được. Nhà sẽ thấp. Bởi vì ở dưới quê ta không xây cao vì sao? Sợ bị tóc mái mưa bão. À, mưa bão mà miền Trung hay có nên không xây cao được. Cho nên là sẽ nóng, nhưng mà với thời tiết này thì cũng không nóng bao nhiêu, nhưng mà sợ mọi người không quen rồi cũng không có nệm nó cho nên không, em chịu được hết anh ơi. Dạ. Yeah. Gặp cho quen thì cái gì cũng vậy. À, có người đi ngủ phải có người dọn chứ. Chứ đâu phải. Hay là tưởng là anh em mình dọn dẹp chung nhau cho vui. Không, em nghĩ tụi tôi có anh em gì đâu. Hồi nãy anh có nghe nói Lan Ngọc với lại Thiên Ngân là thấy Ngọc nói tụi em trời đảm đang là dữ lắm. Đúng không? Giang nói một hành. Anh ơi, đây em múc cho. Em múc cho nhanh. Anh là sao? Anh nói đi. Anh nói đi để Ngân làm được. Tụi em là con gái, phận nữ nhi, tụi em có thể làm được mà. Tụi em có thể làm được mà. Mọi người sao tới cái phút này tự nhiên đùng đẩy trách nhiệm cho nhau vậy? Con hèn hạ gì? Có cái nửa chén thôi mà. Bây giờ chơi một cái trò chơi gọi là ai cũng biết và ai cũng đã từng chơi và đã chơi nhiều lần rồi. Đó là nối từ. Nhẹ nhàng thôi. Tới người nào bí người đó dọn. À, với lại tại vì chơi nói từ nên chúng ta sẽ bỏ qua cái phần chính tả một tí và cái phần giấu một tí nha. Đúng rồi. Ok rồi. Bắt đầu từ anh ha, bắt đầu từ anh ha. Ủa sao bắt đầu từ anh nữa? Sao anh cứ anh cứ mê. Đầu này, đầu này. Bên đây phải từ đầu qua đây chứ anh. Phương, bắt đầu từ mọi Phương. Mọi bạn chơi đi, tôi áp lực lắm, đừng cho tôi đi đầu. Mang đi ạ. Vâng, là bánh ít lá gai. Là chữ lá gai. Dữ vậy chứ. Là chữ lá gai đó. Thì nó lá gai thì bánh ít thì trời bánh ít. Thì mình phải nói giải thích trước tại sao nó lấy từ lá gai, tại mình là bánh ít, mình lá gai vâng. Gai gốc. Gốc cạnh. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, đừng có làm hề khúc này. Anh đứng, em đứng đây hết mắc cười luôn. Ok, cạnh Huyền. Huyền. Dễ mà. Huyền. Huyền thoại. Đúng rồi. Rồi chết nhở. Vô ghe rồi. Thoại hả? Thoại lời. Dạ em cảm ơn chị, thoại lời. Chị có lời thoại chứ. Mỗi lời thoại lời với nhau dạ. Em thoại cái lời của em. Lời thoại là danh từ, còn thoại lời là động từ. À được. Lời gì? Lời nói gió bay. Lời nói gió bay.
hai chữ thôi bé, hai chữ thôi bé, còn bốn chữ về nhà mình chơi với người ta nha, hai chữ thôi. Lời léo. Lời léo. Lời léo. Lời lẽ. Lời lẽ hoặc lời vốn. Mình lời bị lắp léo. Thì lời léo thì lời lẽ đi vậy. Lời lẽ. Lẽ phải. Phải trái nè. Trái đắng. Sống trái tim đi. Đắng đắng ngắt. Xin lỗi em. Em không chết được đâu. Mời anh. Chắc chưa? Chắc. Ngắt hoa. 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 Hoa gì? Hoa. Hoa dại. Dại khờ. Không có, nó không có đâu. Rồi Phong cùng cái này hả? Khảo. Không có, khảo gì? Khảo lời. Nè, anh chỉ vậy. Khảo giòn. Khảo giòn là khảo là giòn. Là giòn á. Khảo giòn. Thôi rồi, rồi em giòn cũng được. Thôi để tiếp bác Phương đi, tiếp bác Phương. À đây đây, tiếp 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 tiếp. Phương ơi, vô trong giòn này cưng. Chuyện qua anh đi làm đi, thôi ngủ thôi. Cảm ơn hai người giúp đỡ tôi. Anh nha, anh Lâm ơi. Gì em? Phục vụ họ giùm tụi em luôn. Ủa là bếp ở trong đây. Bếp kìa, đưa cho bé đó luôn. Dạ đây đây đây, đây em à. Chị em mình đi ngủ. Anh ơi. Vô coi phòng đi. Ôi. Có chiếu nha mọi người. Trời ơi, màu xanh màu tím dễ thương quá vậy. Cả nhà ơi, tụi em đã chọn được giường và chọn được phòng, chọn được gói, chọn được người ngủ chung rồi. Bây giờ tụi em sẽ thay đồ đi ngủ. Hẹn gặp cả nhà ngày mai nha. Và tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Oh,